kính chào quý vị đến với kênh Thu Trần Tiền Giang. Ngày mới Thu kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Hiện tại Thu đang có mặt tại ấp 4, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thu đi theo trang của anh Tùng để xem anh Tùng cưa mấy cây dừa. Cây dừa này thì nó nhỏ mà nó ngã nghiêng với hầm quý vị. Đi với anh Tùng hôm nay gồm có anh Văn và anh Đường. Anh Văn thì leo với anh Tùng và anh Đường thì phụ phía dưới. Thu mời quý vị cùng xem với Thu anh Tùng xử lý mấy cây dừa này như thế nào nha. Đúng, bây giờ cũng được mấy cây dừa rồi, quá chừng nhiều dừa luôn nè. Đi theo đi cùng với anh Tùng đi đốn dừa là uống nước dừa ngon luôn. Quá nhiều dừa luôn. Ngã cho cái gì đó. Vậy đó đang đặt cột đó, cột đó cho hai chú luôn. Bây giờ là ba cưa cây dừa nghiêng bên đây chứ hai cưa bên kia. Nhưng mà tính cưa nào? Cái đó thì để thêm nãy tôi con cưa cây kia cho đó. Muốn cưa cái nào chưa lại mà. Ba cưa cây nào không được hết á. Cái này chưa lại phải không? Cưa dừa nghiêng xong á. Chưa lại phải không? Cái đó chưa lại hả? Nghe giới thiệu. Cưa cây dừa nghiêng nữa. Cái lỗ rồi lắm cái dừa đó coi. Lỗ cây dừa rồi. Cái dồ này 5-6 kg một con luôn, quá to, quộn lên to quá. Dạ, tàu dừa để lên động cái tủ tàu dừa không à? Nó ủi bò á. Dính cho cái vô. Còn con nó bò chú kẹt chú này. Tập từ từ nữa. Dạ chú xế đồ nán mới đâu. Từ từ biết. Bây giờ anh Tùng bắt đầu leo lên cây dừa này cưa tiếp. Cái gì? Tại vì cưa cây dừa nó có mỏ cưa lắm, Tùng phải mang cái kiếm thôi, nó vừa văng vô con mắt, không có thấy đường cưa. Dưới cây dừa này anh Tùng không có leo, muốn leo đi leo theo cổ truyền luôn quý vị ơi, leo chân không. Anh Tùng leo như là đi dưới đất luôn, khuất cái tàu hết thấy rồi. Trời cũng chuyển mưa tối, quay có không có thấy xe gõ thì quý vị thông cảm cho Thu nha. Rồi cho chú Văn kéo mình lên cái lóng cây dừa này lên, kéo gì nào lên được thì cho về, không cho không được không cho về. Hả? Không mấy chứ được, đang bột. Anh Đường cột cái máy đưa lên cho anh Tùng. Ở dưới anh Đường giữ sợi dây, nếu không giữ thì nó tán vô kia dừa. Tán thiệt chứ không phải chơi đâu. Giờ hơn 11 giờ cái xong cây này nghỉ trưa được rồi. Hồi thì ổng nắng quá chừng luôn, hồi thì mây không. Hồi thì không thấy đường mà hồi nắng quá cũng chói luôn. Tùng một đầu cưa lá xuống. Cưa
tại vì vườn dừa này nó khô, nó dán rồi nên rớt không sao, nhưng cái mương rớt không bởi. Nắng chói chang luôn. Nắm không dây đẩy giùm cái anh Tùng. Bàn không chở luôn gì. Ui, chuẩn bị cái con ốc đi. Buồn này non anh Tùng treo thả xuống. Cái buồn nào già hoặc là khô á, hoặc là rám á, anh Tùng mới cưa xuống. Còn buồn non là phải treo, nếu không nó sẽ bể. Bên này anh dặn kia anh đường nữa, hay mình anh đường mà làm hai nơi. Lội mương quá. Phụ anh Tùng rồi phụ anh Văn nữa. Đừng có đạp vừa nghe chứ Văn. Kéo An lại phụ anh Văn luôn rồi. Đạp vừa là cho con giúp chú luôn á. Kéo An đem lại cưa lên luôn. Anh Tùng chưa chơi được hai buồn luôn đi. Đẹp quá. Buồn dừa trái nhiều quá. Anh đường lấy cây cụ móc kéo vô trong, tại vì nó gieo ngoài giữa mương, nó gieo ngoài giữa mương nè. Anh Tùng, anh đường lấy cây cụ móc kéo vô, tại vì hai buồng nặng quá kéo thì khó. Dưới anh đường gỉ dây nè, ở trên thì anh Tùng cột sợi dây trên đọt, không biết anh Tùng cắt cái củ hủ hay là anh Tùng xuống dưới mới cắt luôn, không biết xem anh Tùng cắt đọt ngang hay là xuống dưới này cắt. Gió quá lắc cây dừa quá chừng rồi. Anh Tùng gió quá anh Tùng chịu cái dây xuống rồi. Nắm cái dây chịu tiếp. Thì tại mắt cầm cây cưa nữa. Đó, qua đây nè.
ngược dưới đây ra, ngược dưới đây ra đi. Cây dừa có cây mai, anh Tùng kéo cái mai của mấy bên này nè, nó cưa cây dừa nó không cưa cây mai. Sao cũng vậy luôn hả vậy? Rồi để đem cắt ra. Để anh Đường rồi cắt cái này ra rồi. Cắt nó làm hai rồi làm cái đập. Vừa phút dài này để đắp cái đập này nha chị. Nè, đã có một cây ngang rồi nè ha. Thôi Thu cũng xin chưa rồi Thu cũng xin kết thúc video đây. Tạm biệt quý vị, hẹn lại buổi chiều nha. Chào tạm biệt.